Xin chào các bạn nha. Thì trong video này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách đổi khu vực CH Play để mà các bạn có thể tải game hay là ứng dụng nha. Thì bây giờ mình vào cửa hàng Play này. Mình tìm cái game Hay Đây và mình tải về. Thì khi mình bấm tìm cái game này thì nó để này. Bạn đang tìm kiếm Hay Đây, ứng dụng này không có trên Google Play ở khu vực của bạn nha. Rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách đổi khu vực sang nước ngoài, sang một cái nước khác để mà các bạn có thể tải được cái game này hay là cái ứng dụng này nha. Rồi bước đầu tiên thì các bạn cũng vào cái ứng dụng cửa hàng Play nha. Rồi các bạn bấm cái mục tìm kiếm này, các bạn tìm cho mình cái ứng dụng là VPN LAT. Đây cái ứng dụng như thế này, VPN LAT đây, có hình thế này nha. Rồi các bạn bấm cài đặt về máy. Rồi khi các bạn đã tải cái ứng dụng VPN LAT đây về máy rồi á, bước tiếp theo các bạn bấm mở lên. Cho phép VPN LAT gửi thông báo cho bạn thì cái này mình sẽ không cho phép nha. Mình bấm vào không cho phép. Rồi bước tiếp theo các bạn bấm vào cái từ Accept này. Trong cái mục màu xanh này nha, các bạn bấm vào. Rồi bước này các bạn muốn đổi sang khu vực nào thì các bạn chọn khu vực đó nha. Các bạn kéo xuống các bạn tìm nè. Thì mình muốn đổi sang Hoa Kỳ nha. Mình bấm vào Hoa Kỳ. Ngoài ra các bạn cũng có thể đổi sang khu vực khác như là Anh này hay là Canada. Hay là một cái khu vực nào đó mà các bạn muốn. Rồi thì mình muốn đổi sang Hoa Kỳ. Mình chọn Hoa Kỳ đây. Rồi bước tiếp theo thì các bạn chọn vào một cái nào đó nha. Mình sẽ chọn cái đầu tiên đi. Rồi nó có quảng cáo, các bạn đợi hết quảng cáo rồi các bạn tắt đi. Rồi mình bấm tắt quảng cáo này. Rồi bước nào các bạn bấm vào Connect nha. Yêu cầu kết nối thì các bạn bấm vào OK. Rồi hiện tại nó đã kết nối VPN rồi nha. Rồi nó để hình cái chìa khóa ở trên này. Là hiện tại mình đã kết nối VPN rồi nè. Rồi bây giờ các bạn thoát ra. Các bạn bấm giữ vào cái ứng dụng cửa hàng Play. Rồi sau đó các bạn bấm vào ở chữ Y. Ở đây nha. Các bạn bấm vào. Rồi bước tiếp theo các bạn bấm vào lưu trữ. Rồi sau đó các bạn bấm vào xóa dữ liệu. Rồi các bạn bấm vào xóa nha. Rồi sau đó các bạn thoát ra. Rồi bây giờ mình vào cửa hàng Play này. Bây giờ thì mình có thể tìm thấy cái game Hay Đây rồi nha. Mình bấm vào mục tìm kiếm này. Mình tìm Hay Đây. Đây, game Hay Đây đã xuất hiện rồi nè. Bây giờ mình có thể bấm cài đặt về máy được rồi. Hoàn tất việc thiết lập tài khoản. Rồi bây giờ mình bấm vào tiếp tục. Rồi mình bấm bỏ qua nha. Rồi hiện tại nó đang tải về nha. Bước này các bạn đợi một chút cho nó tải về. Rồi vậy là cái ứng dụng game Hay Đây nó đã tải về máy của mình thành công này. Đó, vậy là vừa rồi mình cũng đã hướng dẫn cho các bạn cách đổi khu vực CH Play để mà các bạn có thể tải ứng dụng hay là game nha. Video của mình cũng dừng tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem. Bạn nào thấy video của mình hay và hữu ích thì cho mình một like và một đăng ký kênh nhé. Bye bye.